Đình Quang Thái kính chào quý khán giả của Nguyên Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ 6 ngày 7 tháng 10 năm 2016. Bão Matthew vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay tính theo giờ từ địa phương đã bắt đầu đổ bộ vào khu vực duyên hải của vùng Cape Canavero ở từ bang Florida. Với sức gió lên trên 120 dặm một giờ và được đánh giá đây là một trận bão mang cấp số 3. Matthew đã làm cho 360.000 căn nhà tại Florida bị mất điện và hiện nay đang hướng vào khu vực trung tâm của phía bắc à, vùng bờ biển của Florida à, nhất là tại hai cái khu vực à, Daytona Beach và Jacksonville. À, đây là cơ tiên đoán thời tiết của cơ quan dự báo tại Florida. Bão Matthew sẽ di chuyển vào khoảng 35 dặm một giờ về phía bắc và đông bắc của Cape Canaveral và những tiểu bang sẽ bị ảnh hưởng nặng là Florida, Georgia, South Carolina và đồng thời sóng biển có thể lên tới 11 feet và tạo ra 15 inch nước mưa tại những vùng mà cơn bão đánh vào. Cơ quan dự báo thời tiết nói rằng ngay sau khi bão qua đi rồi, những cái vùng mà bị bão tàn phá thì còn rất lâu dân chúng mới có thể tái thiết để trở lại sinh sống bình thường. Cách đây vào khoảng ít phút thì thống đốc của tiểu bang Florida là ông Scott tuyên bố là trận bão còn rất nguy hiểm mà kêu gọi mọi người đừng xem thường. Thưa quý vị, cơn bão Matthew đã gây ra tử vong cho gần 300 người tại Haiti sau khi đánh qua khu vực này và khiến cho 28.000 căn nhà bị hủy hoại hoàn toàn. 21.000 người hiện nay đang sống trong các lều trại chờ tiếp cứu và toàn bộ khu vực phía nam của Haiti hiện nay đã bị cắt rời với những phần còn lại của quốc gia này. Liên quan đến tình hình Á Châu, bản tin của đài phát thanh Arab Eye cho biết là một đơn vị hải quân tác chiến gồm 3 chiến hạm tối tân của quân đội Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận bắn đạn thật từ mùng 4 tháng 10 vừa qua. Mục tiêu là để chuẩn bị đưa vào khu vực này một hạm đội có khả năng toàn diện trong vấn đề phòng không, diệt các chiến hạm của địch và săn tàu ngầm. Theo tin từ Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương, thì cuộc tập trận huy động các khu trục hạm thuộc nhóm xung kích viễn trinh của hạm đội Thái Bình Dương và cuộc tập trận bắn đạn thật theo một cái tình huống giả tờ, giả định là chống một chiến thuật tấn công từ dưới mặt biển và trên không của đối phương. Đô đốc Scott Smith là tư lệnh của hạm đội 7 nói với báo chí rằng cuộc tập trận này mở đường cho một kế hoạch nhằm mục đích thiết lập một cái lực lượng có khả năng chiến đấu đa diện gồm có tiêu diệt tàu ngầm, phòng không đối với các máy bay của địch và đồng thời tập một cái tình huống là ba mũi giáp công lực lượng đa năng sẽ được trang bị cái loại chiến đấu cơ tối tân nhất của không lực Hoa Kỳ đó là loại F-35 lên thẳng, có thể cất cánh từ hàng không mẫu hạm và hạ cánh ngay trên những khu trục hạm. Chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin Liên bang Nga sáng nay đã đưa ra một lời cảnh cáo rằng sẽ bắn hạ tất cả những phi cơ nào của Hoa Kỳ mà tiến hành những cuộc oanh kích xuống mặt trận Syria nhắm vào lực lượng của Tổng thống độc tài An assad Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, Nga đã trang bị một cái loại hỏa tiễn SS 300 Đây là một cái loại hỏa tiễn rất là tối tân, có thể bắn hạ máy bay trong những tình huống mà máy bay bay sát hoặc là bay ở một cái độ cao. Họ cảnh cáo rằng họ sẽ không chừa tất cả những cái mục tiêu nào bay vào những không phận mà có quân đội của Tổng thống Anasat đồn trú. Ngay lập tức thì về phía White House nói rằng đang cân nhắc một cái chiến dịch tái banh tạc lại Syria sau khi cái thỏa thuận ngưng bắn giữa nước Mỹ và nước Nga tại chiến trường Syria bị đổ vỡ cách đây hơn một tuần. Theo tin của tờ Washington Post thì các viên chức cao cấp của tòa Bạch Ốc đang dự trù đề trình lên cho Tổng thống Barack Obama một kế hoạch tái oanh kích Syria và Tổng thống sẽ họp và cân nhắc về quyết định này trong vòng tuần tới. Thưa quý vị, hiện nay thì nước Nga nói rằng À, tình hình tại Syria đó là những lực lượng mà chống uh, tổng thống độc tài Al-Assad do sự hiểm trợ của Mỹ đó uh, sẽ chịu đựng những cái cuộc oanh tạc của máy bay nga và đồng thời họ cũng nhắc lại rằng họ sẽ không uh, có nói nói uh, dớn trong cái chuyện mà họ cảnh cáo là sẽ bắn máy bay Mỹ. cũng tin liên quan đến nước nga thì uh, tin của đài BBC London cho biết là nga đang chuẩn bị điều động một sư đoàn máy bay ném bom chiến lược ở vùng Viễn Đông để tuần tra khu vực Thái Bình Dương. Đây là một khu vực mà có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Mà Nga nói rằng sẽ đưa cái loại máy bay Tubolev 22MB bay từ một căn cứ tại vùng Siberia đến tận cái khu vực Hawaii và đảo Guam cũng Nhật Bản. Đều là những nơi mà có căn cứ không quân và hải quân của Mỹ. cũng cần nhắc lại trong suốt thời gian chiến tranh lạnh thì Liên Xô thường đưa máy bay ném bom qua Bắc Thái Bình Dương và đã ngưng cái chiến dịch này vào năm 1990 và đầu thế kỷ thứ 21. Nhưng gần đây thì máy bay 3 Nga xuất hiện lại trong vùng cũng như là cách đây mấy ngày thì tin của Liên minh Bắc Đại Tây Dương cho biết là các máy bay Nga đã xuất hiện trong nhiều vùng trời của Liên minh Bắc Đại Tây Dương khiến cho không lực của bốn quốc gia đã phải đưa máy bay lên ép sát máy bay Nga để đuổi máy bay Nga ra khỏi không phận những quốc gia này. Thưa quý vị, Nga đang tìm cách mở rộng những căn cứ quân sự tại khu vực quần đảo Corinth nằm về phía bắc của Nhật Bản. Sáng nay thì giải uh, Nobel hòa bình có trụ sở từ Oslo Na Uy vừa mới loan báo rằng giải Nobel hòa bình năm 2016 sẽ được trao cho tổng thống Colombia là ông Juan Manuel Santos uh, về những nỗ lực của ông để đạt tới một cái thỏa thuận hòa bình với cái phe nổi dậy tên là FARC các thành viên của Ủy ban Nobel ở Na Uy ca ngợi sự đóng góp của ông Juan Manuel Santos đã đạt được cái thỏa thuận với phiến quân hồi tháng trước sau 4 năm đàm phán. Tuy nhiên vừa tuần vừa rồi thì dân chúng tại Colombia đã bị bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý và họ bác bỏ cái thỏa thuận ngừng bắn này. Cuộc xung đột tại Colombia đã kéo dài 52 năm khiến cho 260.000 người bị thiệt mạng và hơn 6.000 người đã phải um, rời bỏ gia đình của họ đi lánh nạn. Ông Santos sáng nay khi nghe tin được trao giải Nobel Hòa Bình đã bày tỏ cảm tưởng Ông nói rằng ông cam kết sẽ tiếp tục đàm phán với phiến quân Farc. Trong khi đó thì phe chỉ trích uh, ông nói rằng chính phủ đã nhượng bộ quá nhiều với lực lượng phiến quân. Một cuộc uh, địa, nghiên cứu dư luận mới đây nhất của trung tâm Chicago Council on Global Affairs cho thấy rằng 70% dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ sự hiện diện của quân lực Hoa Kỳ tại Nam Hàn để chống lại cái hiểm họa từ phía Cộng sản Bắc Hoàn. À, theo kết quả của nghiên cứu này thì đa số những người trả lời cuộc phỏng vấn đều nói rằng họ ủng hộ cái sự can dự này và đồng thời 60% dân chúng Mỹ thi tham dự cuộc uh, thăm dò dư luận của Chicago Council on Global Affairs Nói rằng họ tin là Cộng sản Bắc Hàn là một mối đe dọa thực sự và nghiêm trọng cho nước Mỹ. À, cuộc nghiên cứu còn cho thấy là 76% những người mà họ tự nhận là họ sẽ ủng hộ tổng ông uh, Donald Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống tháng 11 sắp tới đây. Thì họ nói rằng họ cũng ủng hộ cái việc mà Hoa Kỳ có mặt tại uh, Nam Hàn. Trong khi đó thì 70% những người theo đảng Dân Chủ tức là ủng hộ bà Clinton thì ủng hộ cái, 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 cái sự hiện diện này thưa quý vị, chúng ta cũng biết là trong cái cuộc vận động tranh cử thì ông Donald Trump nói rằng ông muốn là nước Nhật, Nam Hàn phải bỏ những khoản tiền ra để đóng góp vào vấn đề nghiên cứu quốc phòng bảo vệ an ninh xứ sở của họ. Mặc dù ông không để ý rằng chính Nam Hàn và Nhật Bản cũng đã đóng góp một cái khoản lớn trong vấn đề quốc phòng của xứ sở họ. Mặc dù có sự đồn trú của quân lực Hoa Kỳ tại hai nước Nam Hàn và Nhật Bản Tin từ Syria cho biết là đã có tối thiểu 20 người bị thiệt mạng vì một cái vụ tấn công bằng bom từ sát vào lúc sáng ngày hôm nay tính theo giờ tại địa phương tại một trại tị nạn ở Syria nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi quả bom phát nổ khiến cho nhiều người bị thương và trong đó có 20 người bị thiệt mạng, thì nhà nước Hồi giáo khủng bố đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cái vụ tấn công này. Và họ nói rằng mục tiêu của họ là đánh vào những cái quân của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đang ủng hộ cho những cái nhóm phiến quân mà chống lại ISIS trong uh, sinh sống trong cái trại tị nạn này. Và tin cuối cùng liên quan đến cuộc bầu cử tại Mỹ thì chiều ngày hôm qua, 30 cựu dân biểu quốc hội thuộc Đảng Cộng Hòa đã công bố một cái lá thư chống lại ông Donald Trump, tức là người của Đảng Cộng Hòa đã tranh cử Tổng thống. Trong lá thư thì họ nói rằng họ không thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, vì ông Trump đã đùa với những nguyên tắc căn bản của đảng từ xưa đến nay. Tin của đài CNN cho biết là mặc dù lá thư không nhắc đến bà Clinton, nhưng mà một số người, thí dụ như ông dân biểu Andrew Weinstein, là người đã soạn ra lá thư nói rằng một số trong 30 vị dân biểu này sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, mặc dù không để chỉ đích danh là bỏ phiếu cho bà Clinton, nhưng mà là đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì một số khác nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Gary Johnson, thuộc làng Libertarian. Trong số những người ký tên có những cựu dân biểu quốc hội có tầm vóc và nổi tiếng, thí dụ như ông Bill Klinger thuộc tiểu bang Pennsylvania, ông Jim Ditch của tiểu bang Iowa, ông Tom Petri của tiểu bang Wisconsin và dân biểu William Whitehurst thuộc tiểu bang Virginia. Đây không phải là lần đầu tiên những người có tầm cỡ mà tiếng Anh gọi là establishment, tức là những người đã thành danh của đảng Cộng hòa viết thư chống lại ông Trump. Bởi vì nhiều giới chức trong chính phủ của Tổng thống George W. Bush cũng từng lên tiếng chống lại ông tỷ phú này. Riêng cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush thì vào tháng 4 vừa qua, ông đã nói với một tờ báo, ông ông nghi rằng, ông ngờ rằng ông sẽ là The Last Republican President, tức là vị Tổng thống Cộng hòa cuối cùng. Câu đó hàm ý cho rằng có thể sau cuộc bầu cử này thì Đảng Cộng hòa sẽ không còn giữ được nguyên vẹn như trước nữa chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng thứ hai tuần tới